Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất của trong ngày nhé. Mới đây, Harry One thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi bức xúc lên tiếng bảo vệ mẹ ruột bị lợi dụng ngành quảng cáo trái phép. Bên cạnh đó, bà xã của Trần Thành cũng phủ nhận thông tin sở hữu nhiều nhà. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Cụ thể, bà xã Trấn Thành đã chia sẻ trên trang cá nhân việc một trang web bị đặt phát ngôn, đăng tải hình ảnh chụp chung với mẹ Hari Quân. Thậm chí trang web này còn khẳng định đã phụ trách thiết kế nhà cho bà để gây dựng uy tín và quảng cáo với khách hàng. Điều này khiến cho nữ ca sĩ vô cùng khó chịu. Cô cho biết mẹ mình không biết nói tiếng Việt thì lấy đầu ra những câu nói trên. Nữ ca sĩ Hàn Quốc viết, Ủa, mẹ tôi có nhờ bên nào thiết kế nhà đâu mà sao nói như đúng vậy ta? mẹ mình bảo từ sau này không dám chụp với người lạ nữa với lại mẹ tôi chỉ biết nói tiếng hàn quốc không biết nói tiếng việt chỉ biết trả giá trong chợ thì ai viết ra những câu trên như vậy chưa dừng lại ở đó khi một người để lại bình luận rêu rằng vợ chồng cô sắp xây biệt thự harry quân liền lên tiếng phủ nhận và tiết lộ rằng mẹ cô vẫn đang ở nhà thuê bên cạnh đó chồng ca anh cứ đi đi cũng đính chính thông tin sở hữu nhiều nhà do trường giang nói trên sóng truyền hình chỉ là nói vui mẹ chỉ ở nhà thuê em ơi có nhà đâu mà thiết kế trời anh trường giang nói vui thôi mà ai cũng tưởng chỉ có nhiều nhà thiệt buồn ghê chừng nào chị mới mua nhà cho mẹ được ta những chia sẻ của harry quân nhanh chóng thu hút được sự chú ý và quan tâm của khán giả cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ sự lên tiếng bảo vệ mẹ của harry quân nhiều khán giả cũng thể hiện thái độ bức xúc khi thấy hình ảnh mẹ nữ ca sĩ bị doanh nghiệp lợi dụng sử dụng trái phép nhằm trục lợi một bộ phận khán giả còn kêu gọi Harry Quân khởi kiện danh điệp này vì sử dụng hình ảnh người khác mà không được cho phép nhằm mục đích kinh doanh là sai rồi. Kiện đi chị. Cái này phải kiện thôi chị ơi, cho họ bớt cái tật thấy người nổi tiếng là lợi dụng để trục lợi. Bia vô tội phạ kiện đi cho công ty này một trận mới sứt sợ. Nhiều tài khoản lên tiếng. Quản lý của Harry Quân cho biết đây là chuyện cá nhân của gia đình nữ ca sĩ nên không chia sẻ gì thêm. Đây không phải là lần đầu tiên Haru Quân lên tiếng trước thông tin sở hữu nhiều tài sản giá trị, đặc biệt là có nhiều nhà. Hồi tháng 4 2020, nữ ca sĩ sinh năm 1985 cũng từng phủ nhận chuyện mình có ba căn nhà ở Mỹ. Cô chia sẻ, ảnh đùa mình có nhà bên Mỹ ba căn và người ta tưởng thiệt. Mọi người ơi, mình chưa có căn nào ở nước ngoài hết nhé. Chưa dừng lại ở đó với phần bình luận, Harry Quân còn khẳng định những gì mình nói là thật. Nếu ai vẫn nói có thì dẫn mình qua đó đi được không? Để mình ở đó luôn. Mong có một căn biệt thự thật sự để bay mốt mình qua Hàn Quốc. Có ở nhà ở chơi liền, mà nhà mắc quá kiếm thêm 5 năm không biết là có mua được không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.